Và để ủng hộ team Walking Chicken tại giải đấu FVPL 2023 sắp tới, các bạn có thể đặt hàng ngay cho mình những chiếc áo đấu phiên bản mới nhất của team. Đợt bán lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 2 năm 2023. Giá cho mỗi chiếc áo chỉ là 299k free ship toàn quốc. Các bạn có thể liên hệ đặt hàng ngay tại fanpage của Thành Hòa hoặc là Facebook cá nhân của mình ở dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ăn vặt sói ca, cùng ăn cùng đá FIFA nay đã trở lại, đặt hàng ngay tại fanpage Thành Hòa hoặc là link Shopee dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok nha, team Liverpool 3.000 tỷ cộng 8, cộng 8 cộng 5, 3.000 tỷ đẹp nha, có Konate, Van Dijk, MC à. Nghe lâu rồi chưa đá cộng 8 thôi, ngày nay sẽ đá cộng 8, còn nào cộng 8 nữa. Fabinho cộng 8 luôn nè, cho vào, Thiago Mix 7 mấy à. Joe Gomez, Robertson, Firmino, ai đá cộng 8. Thôi đá cộng 5 đi, cộng 8 cộng 5 đi, Konate thì đá Konate. Liverpool 3.000 tỷ luôn hả? Gần 4-2-3-1 đó. 4-2-3-1. Nunes, Mane. Nunes chọn vị trí hay lắm nha. Nunes thì có chút điểm trên trái thôi, chưa ngon lắm. Saki, CM luôn, Salah, không có Jota, Diogo Jota. Diogo Jota không có à, đá Salah, Mane, Sakiri. Sakiri đá CM được 2/5. Hả? Fabinho, Mina. Fabinho, Mina. Fabinho, Mina nè, có nè. Mino chạy ghê vậy, tốc độ 130 luôn à, mấy 76 à. Mino chạy kinh á, đá cánh được luôn á nhá. CDM như 128, ồ hôm nay đá đa vị trí luôn à, Gullit à. Konate, Van Dijk, MC 8 à. Van Dijk chạy 130 luôn. Quất. Dù bị cả Firmino, cả Fabio, cả Van Hô, kiểu Thiago Silva, cái Sơn. Và 4231, 4231 này thì nó sẽ không có truyền chính xác nha. Anh em F5 lại nha, anh em nào lắc F5 lại xem cái cho mọi người nha. 4231 hình như không có truyền xác. À, 421 có chuyện xét không biết sao đội này còn cái rất còn cái truyền luôn á. 421 này anh em chọn Jim Goodwin á là một cái hố hay nhất rồi, tốc độ truyền. Chiến thuật này truyền nó ngắn mà đẩy nó cao sao đá được, truyền ngắn thôi. Tạt bóng là 7 mấy đúng rồi. Truyền cao sút cao lắm, rồi tạt 70 à. Có mấy 70 à. Kéo hẹp nó lại. Tốc độ không nhanh đâu, 421 đá tốc độ đâu có nhanh đâu, rồi 53 thôi. Này để 31 nha. Còn tất cả vị trí còn lại để mặc định hết nha mọi người nha. Bây giờ anh em để mặc định hết đây, đá theo ai cầu thủ anh em nhớ vị trí cầu thủ là anh em đá được ngay à. Để mặc định hết, không chỉnh gì hết chưa. Cái Momo nó hay bị lỗi tin nhắn không thấy á. Ok, đây chiến thuật đơn nha, anh em có thể copy khi cần nha mọi người nha. Đây chiến thuật đơn. Còn đây sẽ là chiến thuật đội nha. Ok. À, Johan Cruyff nâng cấp. Em mới được ra nồi lộn à, chắc ăn bé mai anh em à, chắc ăn bé mai, chắc ăn bé mai nha, 7 giờ nha mọi người nha, anh em báo tôi sớm sớm vậy. 35 tỷ CFCM là Eusebio LN với lại Johan Cruyff, best of the cup. Không, Johan Cruyff đây, này thích Johan Cruyff đó. Johan Cruyff này đang khá là ok nhá. À, chưa lấy mấy gói à. Ủa, chắc ra bị lỗi nút rồi. Tự động à. Đặt lên đường nét này. Đây đường nét dân đề quá vậy. Đây đường nét. Hợp lý luôn. Khi ra các icon là team icon nè, team Milan à, Milan đối đầu với Liverpool. Đắc Inunet. Tiền đạo bị underrated. Đắc Inunet phải underrated đâu này, nó underrated thì. Sakiri, Sakiri 8 suốt rồi. Nha. Anh em phải điều khiển nó thì nó mới hay nha. Còn mà anh em chờ nó chạy thì khó lắm nha. Em chờ nó chạy thì khó. Anh em phải điều khiển lên nó hay. Đá con táo này anh em sử dụng kỹ năng hơi nhiều, anh em sút anh em tạt được cái kiểu á. Chứ chờ mà những cầu thủ con táo này nó chọn vị trí cái tốt rất khó lắm. Đa số anh em thấy nó ngoài vòng cấm không à, thường nó tung lên cứ sút. Sút xa hoặc là sút DD kiểu Salah nè, tạt nè. Không chạy. Nó không xuyên cấm. Nó không suy nghĩ cấm cho mình nha, nên là sẽ rất là khó tạt.
Nét Zemina chạy nè, Zemina chạy nè. William Mane, Mane World Cup 5 đúng không? Chết đề điều á. Chết đề dễ vô đúng không? Chết đề dễ vô chỉ có một bài chết đề này thôi là anh em lên được tới thách đấu á, đơn giản đúng không? Bài này cách rất là đơn giản luôn Mane. Team Liverpool này thì cũng bây giờ tôi cảm giác giống là như là cái con nào mà chỉ số xoáy nó tầm khoảng trên 105 á, trên 105 thôi, không cần biết cộng 1 hay cộng 5 cộng gì hết trơn á, mà trên 105 sút vô đúng ngay trên phòng vấn đề là vô à, cảm giác nó là dễ vô luôn á, nếu mà thủ môn nó không chỉnh là nó chụp nổi đâu. Anh Nunes nè, nhưng phải chân thuận nha, chân không thuận thì tỷ lệ không vô cũng thấp á, chào đó. Ồ, Sala với đều vô này. Cặp mấy con cộng 8 này mà dứt đều nó quá là ok luôn nha nha. Mấy con cộng 8 này thì cái chỉ số dứt đều của nó lên tới một nùi chỉ số lận. Nó lên tới một nùi số luôn. Hôm nay sợ không thấy được thằng Gôn mình luôn chứ. Làm mới là H8 à. Mấy CB cộng 8 thì tôi không đánh giá cao lắm, mà mấy tiền đạo cộng 8 này chỉ số nó cao dứt đều được. Gemino nữa nè. Vấn đề là vô mấy cái hạng thấp này nên cứ vấn đề thôi, mấy hạng từ thách đấu cho xuống này em cứ đối mặt hay ngoài vòng cấm em cứ vấn đề đây là anh em sẽ lên đó các bạn, và nhanh lắm, nó đơn giản lắm em mà, tại mấy ông này em đâu có chỉnh thủ môn đâu, làm gì này là cơ động nhiều đó. Cảm thấy được mặt gôn mình rồi nè, đó cũng vấn đề luôn á chứ. Còn chắc là để mai nha nha, mỗi ngày chắc 30 giặt à, mỗi ngày chắc 30 giặt, 7 giờ á, 7 giờ bắt đầu chắc là chắc 30 giặt á, xong sớm không trễ gì cũng 30 giặt nè, có ngày thì xong sớm hơn, ngày trễ hơn nhưng mà cũng tới 9 giờ để cho dễ, để mấy bạn coi coi đá từ 9 giờ tới 11 giờ á. Rồi chơi nó xin nó còn mẹ dính đây được không? Ồ này giúp đèn bén thì đèn bén cầm hậu vệ giúp đê luôn à, thôi vậy cầm hậu vệ giúp đê bén hết chứ cô nó tê. Ui thì rút được hai trái luôn à, sức ghê quá vậy, ông chị chưa ao luôn ha, anh em đá thành nồi anh em được ao, anh em mà ao ra là anh em sẽ thua, anh em ở lại là anh em chắc chắn sẽ thắng, đi buôn 3.000 tỷ ngon chứ ha, mấy em này cái dít đê là lên hạng luôn á, hạng này đã dễ quá ha, đây nè dít đê là lụm á, cái dít đê là lụm thôi, ngày mai đá mấy ông vô bắt người dít đê hết nha, ông nào nãy vô chỉnh thủ môn bắt người dít đê hết đi, để tôi sút vào cái quần kia cho nó dễ. Đấy, ngày mai đã giải ra nên là có bài cứ vô bắt dít đê hết, phải bắt thành hoài dít đê hết nha, bây giờ tôi dít đê hết luôn cho anh em bắt thì dễ luôn. Nè với đời trái nè, ngày hồi nãy tôi đá siêu sao tôi cũng dứt đê vô hòa phà đó, đá top 10 cũng dứt đê, nào cũng dứt đê, dứt đê giờ nó là bơ ta mà đặt áo kia nhưng mà đã lên à, đúng rồi anh em đặt áo kia chỉ cần là anh em tăng thêm 50% sức mạnh nha, ăn thêm đồ ăn vặt sói ca nữa là tăng thêm 50 nữa là lên 100% sức mạnh luôn á, chắc là đu nét với đê nè, sỏi quá vậy nó cần phải như vậy không?
có gặp phải như vậy không? Có cần phải vậy không? Trời. Sakiri ơi. Ồ, anh muốn bay chim luôn. Quên bay chim luôn. Ôi ôi. Suốt nãy giờ phải mấy chục trái rồi chứ chưa 6 bàn ấy quá vậy. 60% ghi bàn nha, phải góc 60% ghi bàn nè. 60% ghi bàn, 60% ghi bàn. Anh đây nè. Fabinho, Mane. Mane nè. Trời ơi, gôn giờ chụp hết à. Gôn giờ chụp hết luôn à. Em đã chừng nào nhận được hả? Chắc tầm khoảng 2 tuần nha anh em, tại mình đặt mình gom hàng tới tuần sau, mình gom hàng tới ngày 9 và sau ngày 9 mình đặt hàng chắc khoảng 1 tuần sau nữa về, 2 tuần á. Đó. Còn có khi hơn tuần à. Nhưng chắc lâu nhất chắc 2 tuần. Đợt 1 này đặt hàng chỉ tới ngày 9 thôi nha mọi người nha, đặt hàng áo chỉ cần chỉ tới ngày 9 thôi. Sau ngày hôm đó thì anh em muốn đặt thì phải chờ á, sau ngày đó muốn đặt phải chờ, tại mỗi lần á bên nhà cung cấp họ sẽ có cái số lượng nhất định á, mình gom lại một lần mình đi luôn một lần cho anh em. Nghĩ chắc cũng biết anh em thôi, đa số anh em ủng hộ Thành Hòa, ủng hộ kinh chicken cái kiểu thôi. Ồ, vấn đề là vô nữa nè. Vấn đề là vô 77 vấn đề luôn hả? Ông kia nản lòng luôn rồi. Sakiri vấn đề 2.5 thôi chứ. Em mà đá sẽ lên hạng nha, là nên chỉ cần một bài một ra anh em à, không cần nhiều đâu. Bên kia có cái chỉnh thủ môn, có bắt bài này nên cũng coi như không có. À, hiện tại thì anh em cũng có thể tham gia hội viên Icon nha. Hội viên Icon em cũng sẽ được tặng cái ống kim chiếc kình luôn nha mọi người nha. Hội viên Icon tôi mới chỉnh lại rồi. Hội viên Icon trên kênh Thành Hòa thì anh em cũng sẽ được tặng cái áo nữa. Anh em nào đang có hội viên mà bình thường á thì khi anh em thăng hạng lên hội viên Icon hình như là anh em sẽ được em sẽ được trừ cái số tiền của anh em đang có ra và anh em nâng lên nó sẽ giảm được mấy chục ngàn. Ví dụ LN nâng lên Icon thì giảm được 100 ngàn. Hội viên Icon là 500 ngàn nha mọi người nha. Tại hội viên bao gồm áo rồi bao gồm những cái quyền lợi của hội viên nữa. Nên nó sẽ phải cao hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Biến quá vậy. Sakuri làm pha 50 luôn. Đấy ha. Số 17 trai. Số 17 trai.